Xin chào các em. Như vậy là ở trong các bài học trước, chúng ta đã nghiên cứu được 3 bài học ở trong chương trình số học lớp 6. Đầu tiên là bài tập hợp, phần tử của tập hợp. Tiếp theo là bài tập hợp số tự nhiên. Và vừa xong hôm trước, video lần trước đó là bài cách ghi số tự nhiên. Và chúng ta đã tìm hiểu được cách ghi một số tự nhiên trong hệ thập phân và tìm hiểu thêm cả một số cách ghi của số La Mã. Thì bài ngày hôm nay chúng ta tiếp tục quay lại một chút về cái phần tập hợp để tìm hiểu thêm một mối quan hệ mới giữa hai tập hợp. Mời các bạn lật sách giáo khoa trang 12, 13 để học bài số 4, số phần tử của một tập hợp con. Và đầu tiên chúng ta sẽ nghiên cứu cái phần 1, đó là số phần tử của một tập hợp. Bây giờ cô có ví dụ là cô cho các tập hợp sau đây. Các bạn cùng quan sát những cái tập hợp ở trên màn hình nhé. Ở đây cô có tập hợp A này, gồm phần tử là 5. Như vậy, câu hỏi đặt ra ở đây là tập hợp A có mấy phần tử? Thì mình dễ dàng thấy được tập hợp A có một phần tử. Tương tự như vậy thì tập hợp B ở đây có phần tử x và y. Thì ta nhận ra là B có mấy phần tử nào? À, B có hai phần tử. Và tập hợp C gồm có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vân 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 đến 100. À, cái dấu ba chấm ở đây thể hiện là vân vân, tức là rất là nhiều số ở giữa đây, và cuối cùng là một số số là số 100. Như vậy tập hợp C gồm các số tự nhiên từ 1 đến 100. Vậy thì có 100 phần tử. Tập hợp C có 100 phần tử. À, từ 1 2 từ 1 tới 100 này là có 100 phần số, tức là 100 phần tử nhé. Và tiếp theo đó là tập hợp N, tập hợp số tự nhiên mà ta học ở các bài trước. Gồm các phần tử 0 1 2 3 4 5 6 vân vân vân. Cái dấu ba chấm này thể hiện là còn nữa nhưng mà không có cái số kết thúc. Như vậy thì chúng ta không thể đếm hết được cái phần tử của tập hợp số tự nhiên. Do đó ta kết luận rằng tập hợp N có vô số phần tử. À, như vậy chúng ta vừa xét xong bốn cái tập hợp. Tiếp theo thì chúng ta sẽ làm cái bài tập hỏi chấm 1 với cái yêu cầu tương tự như vậy nhé. Yêu cầu của bài tập hỏi chấm 1 đó là các tập hợp sau thì có bao nhiêu phần tử? Ở đây họ cho 3 tập hợp D, E và H. Chúng ta cùng quan sát cái tập hợp D. Tập hợp D này có một phần tử đó là số 0. Vậy ta trả lời được rằng tập hợp D có một phần tử và đó là phần tử 0. Tiếp theo là tập hợp E thì dễ dàng thấy được tập hợp E này có phần tử bút và thước, tức là tập hợp E có hai phần tử. Như vậy bây giờ tiếp theo đến tập hợp H thì chúng ta cùng đọc nào. Tập hợp H bằng x thuộc N sao cho x bé hơn hoặc bằng 10. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là tập hợp H này gồm các phần tử x là số tự nhiên sao cho x nhỏ hơn hoặc bằng 10. Như vậy bây giờ muốn tìm số phần tử của tập hợp H thì tốt nhất là chúng ta nên liệt kê các phần tử của tập hợp H ra. Như vậy bây giờ chú ý nha. Ở cái đề họ cho là tập hợp H là được viết theo cách là chỉ ra tính chất đặc trưng của phần tử. Bây giờ chúng ta liệt kê ra. Liệt kê là gì? Tập hợp H gồm là gì? Số tự nhiên mà nhỏ hơn hoặc bằng 10. Thì số tự nhiên bắt đầu là số 0, 1, 2, 3. Nhỏ hơn hoặc bằng 10 thì chúng ta sẽ viết tới 9. Và bằng 10 cũng được, cho nên chúng ta sẽ viết tới 10 luôn. Như vậy tập hợp H gồm này 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vậy nhìn vào đây chúng ta thấy được ngay là tập hợp H có 11 phần tử. À, từ 1 đến 10 là 10 rồi nhé, thêm số 0 nữa là 11 nhé các em. Và tiếp theo là chúng ta làm tiếp cái bài tập hỏi chấm 2. Hãy tìm số tự nhiên x mà x cộng 5 bằng 2. Mình thử suy nghĩ tìm cái số tự nhiên x này xem. 5 là lớn hơn 2 rồi. Thế thì thêm cả x mà thêm 5 vô mà bằng 2 thì chúng ta không tìm được cái số tự nhiên nào thay vô mà bằng mà cộng thêm 5 mà bằng 2 ấy. Không có số tự nhiên x để
x cộng 5 bằng 2. Như vậy nếu bây giờ cô sẽ viết một cái tập hợp, và tập hợp này gồm số tự nhiên x sao cho x cộng 5 bằng 2, thì liệu rằng tập hợp này có phần tử nào không? Như vậy thì câu trả lời ở đây đó là gì? Là không, cái tập hợp mà chúng ta cần viết là không có phần tử nào cả. Đó, không có số nào mà cộng thêm 5 này bằng 2, không có số tự nhiên mà cộng thêm 5 bằng 2. Do đó tập hợp mà cô vừa nói là không có phần tử nào. Như vậy tổng hợp các trường hợp lại từ các ví dụ trước đến bài tập này thì ta nhận ra một kiến thức ở đây là gì? Một tập hợp có thể có bốn khả năng về phần tử. Khả năng thứ nhất nhé, là một tập hợp có thể có một phần tử, như cái ví dụ ban đầu là có phần tử không á. Khả năng thứ hai là một tập hợp có thể có nhiều phần tử, 100 phần tử, 7 phần tử, 9 phần tử, 2, 3, 4 phần tử, vân vân. Nhiều phần tử nhưng mình vẫn tính được, nhưng vẫn đếm được, dù là 300 hay 700 gì mình cũng vẫn đếm được, thì gọi là nhiều. Và khả năng thứ ba là một phần tập hợp có thể có vô số phần tử, ví dụ như là tập hợp số tự nhiên. Và khả năng thứ tư đó là một tập hợp có thể có là gì? Không có phần tử nào. À, ở đây xuất hiện là không có phần tử nào cả. Và từ đây chúng ta lại học thêm một điều nữa. Chú ý, tập hợp không có phần tử nào, người ta gọi là tập hợp rỗng. Các bạn chú ý nhé, từ rỗng. Rỗng rất là hay gặp nhiều trong thực tế này, ví dụ như cái thùng rỗng này. À, mà hộp hộp rỗng này, rỗng nó không có gì cả. Và ký hiệu của tập hợp rỗng được ký hiệu là như thế này, giống như số 0 á các bạn, nhưng mà có gạch đi một đường nữa nhá. Các bạn chú ý cái tập hợp, cái ký hiệu rỗng này, mình nhớ quan sát cho kỹ để phân biệt với các ký hiệu khác. Đấy, như vậy thì chúng ta đã vừa học xong cái phần số phần tử của một tập hợp. Các bạn chú ý là có bốn khả năng xảy ra. Và bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần thứ hai của bài học, đó là tập hợp con. Thì cô sẽ xét một cái ví dụ sau đây. Cô có hai tập hợp như sau. Thứ nhất là tập hợp E và tập hợp F. Ta cùng quan sát các phần tử của tập hợp E và tập hợp F xem có cái điều gì đặc biệt ở đây không. Tập hợp E có hai phần tử x và y. Tập hợp F có bốn phần tử x, y, c, d. Và ta nhận ra ở đây khi nhìn thấy ngay thấy một điều là gì? Cả hai phần tử của tập hợp E là x và y thì đều có trong tập hợp F. Đó. Cả hai phần tử của tập hợp E đều nằm có ở trong tập hợp F. Hay nói cách khác là tập hợp F đều chứa tất cả các phần tử của tập hợp E. Đó, rất đặc biệt. Bây giờ cô sẽ minh họa bằng sơ đồ Venn cho các bạn dễ hình dung hơn. Bây giờ cô vẽ tập hợp F có bốn phần tử x, y, c, d. Thì ta thấy bây giờ cô vẽ tiếp tập hợp E thì mình thấy tập hợp E có hai phần tử x và y. Đó, vậy thì khi vẽ xong ta thấy ngay tập hợp E này nó nằm ở trong tập hợp F. Và hai phần tử của tập hợp E cũng là hai phần tử của nằm trong tập hợp F luôn. Thì lúc này cô nói rằng tập hợp E là con, là tập hợp con của tập hợp F. Hay nói cách khác là tập hợp F là cái bao ở bên ngoài này chứa tập hợp E. Có hai cách nói nhá. Tập hợp E là tập hợp con của tập hợp F là cách nói thứ nhất này, E con của F. Cách nói thứ hai là tập hợp F chứa tập hợp E. F chứa E. Như vậy tổng quát, nếu mọi phần tử của tập hợp A, nhớ nha, mọi mọi là tất cả luôn á, nếu mọi phần tử của tập hợp A đều thuộc tập hợp B thì tập hợp A được gọi là tập hợp con của tập hợp B. Các bạn chú ý nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ học thêm các ký hiệu mới về mối quan hệ tập hợp con này. Ký hiệu A con B. Hay ba cái ký hiệu thôi, A con B. Cái ký hiệu này đọc là con này, tập hợp con này. Thì khi gặp cái ký hiệu A con B này ta hiểu là tập hợp A là tập hợp con của tập hợp B.
Như vậy nhờ các ký hiệu toán học thì các ý được viết lại rất là ngắn nha các bạn, rất là dễ nhìn, rất là ngắn. Và ký hiệu thứ hai nó đi theo hướng ngược lại. B chứa A. Tập hợp B chứa tập hợp A. Các bạn chú ý, cái ký hiệu con là giống như chữ C á, thì ký hiệu chứa nó ngược lại với ký hiệu con, đó là chữ C ngược. Các bạn nhớ phân biệt hai ký hiệu này. Có rất nhiều bạn không để ý, viết nhanh, viết nhầm á, là giống nhau hết là không đúng. Chú ý nha. Rồi. Như vậy bây giờ ta sẽ tiếp theo làm tiếp. Cô sẽ có một cái ví dụ về tập hợp con cho các bạn dễ hình dung. Bây giờ cô có minh họa một cái tập hợp rất là lớn, tập hợp rất to, gồm rất nhiều phần tử. Các bạn có thể liên hệ cái tập hợp này, ta sẽ lấy ví dụ tập hợp lớn này là tập hợp các bạn học sinh của lớp 6A đi. Như vậy mỗi bạn học sinh của lớp 6A là một phần tử của tập hợp này. Kiểu lớp mình mà có 40 bạn thì tập hợp này có 40 phần tử. Ví dụ như vậy nhé. Thế bây giờ là khi mà các bạn vô học thì các bạn đâu có thể ngồi lung tung được, chúng ta sẽ ngồi theo tổ đúng không? Thì cô sẽ vẽ một cái vòng kín, một cái sơ đồ để minh họa cho tập hợp tổ 1. Như vậy mỗi thành viên của tổ 1 chính là một phần tử của tập hợp này. Nhưng mà ta dễ dàng thấy ngay được là tập hợp lớp 6A này chứa tập hợp học sinh tổ 1. Hay nói cách khác, tất cả các học sinh tổ 1 này, tất cả các phân tử của tổ 1 này, học sinh của tổ 1 thì cũng là học sinh của lớp 6A. Như vậy tất cả các phần tử của tổ 1 cũng nằm ở trong cái tập hợp 6A luôn. Do đó tập hợp tổ 1 là tập hợp con của tập hợp 6A. Tương tự như vậy thì tập hợp tổ 2 cũng là tập hợp con của tập hợp 6A. Tập hợp tổ 3 cũng là con của tập hợp 6A và tập hợp tổ 4 cũng là con của tập hợp 6A. Và tập hợp 6A này chứa tập hợp tổ 1. Tập hợp 6A này chứa tập hợp tổ 3. Đây là một cái ví dụ rất là dễ hiểu ở trong thực tế. Đúng không nào? Thì các bạn cũng có thể dùng cái sơ đồ này, dùng cách nói này để nghĩ ra những cái ví dụ khác ở trong thực tế. Ví dụ như là cái sơ đồ to này, cái tập hợp lớn này này là tập hợp học sinh toàn trường. Thì lúc đó ta có thể lấy ví dụ cái tập hợp nhỏ ở đây chính là tập hợp học sinh của khối 6. Tập hợp ở đây là tập hợp học sinh của khối 7. Đúng không nào? Thì lúc đó tập hợp học sinh khối 6 là tập hợp con của học sinh toàn trường. Tập hợp học sinh khối 9 cũng là tập hợp con của học sinh toàn trường. Các bạn hiểu chưa nào? Và các bạn hãy tự mình lấy các ví dụ khác để hiểu bài hơn nhé. Bây giờ ta sẽ làm tiếp cái bài tập hỏi chấm 3 ở trong sách giáo khoa. Ở trong hỏi chấm 3 thì họ cho chúng ta 3 tập hợp. Tập hợp M, tập hợp A và tập hợp B. Yêu cầu của bài toán đó là hãy dùng ký hiệu con để thể hiện quan hệ giữa hai trong 3 tập hợp trên. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ xét từng cặp tập hợp một nhé. Và họ nhớ là chú ý là đọc lại đề bài này. Họ yêu cầu dùng ký hiệu con này, ký hiệu tập hợp con nhé, để thể hiện quan hệ giữa hai trong 3 tập hợp. Bây giờ các bạn cùng quan sát cái tập hợp M. Tập hợp M gồm có hai phần tử, đó là 1 và 5. Tập hợp A gồm phần tử 1, 3, 5. Thì khi mình đọc lên đúng không? Các bạn khi làm bài toán mình cứ đọc đề lên. Thì đọc lên mình thấy ngay, mình nghe được ngay ở đây là M này, 1 và 5. Thì A cũng có là 1, 3, 5. Như vậy tập hợp cái phần tử 1 này của M cũng thuộc A. Phần tử 5 này cũng thuộc A. Vậy cả hai phần tử của tập hợp M này đều nằm ở trong tập hợp A. Hay nói cách khác là tập hợp A này chứa tất cả các phần tử của tập hợp M. Như vậy sau khi phân tích xong thì mình dễ dàng kết luận được là tập hợp M là con của tập hợp A. Tương tự như vậy thì xét tiếp cho cô tập hợp M với tập hợp B. Tập hợp M có 1 với 5. À, các bạn đọc tập hợp B này. B gồm 5, 1, 3.
Như vậy ở đây ta thấy ngay là hai phần tử của tập hợp M, tất cả các phần tử của tập hợp M luôn đều có ở trong tập hợp B. Như vậy rằng ta cũng kết luận được tập hợp M là con của tập hợp B. Tiếp theo thì các bạn xét cho cô tập hợp A với tập hợp B nào. Mình xét M với A rồi này, mình xét M với B rồi này, bây giờ xét cho cô tập hợp A với tập hợp B. Tập hợp A có 3 phần tử 1, 3, 5. Thì tập hợp B cũng có phần tử là 1, 3, 5 luôn. À, như vậy thì phần tử 1 của A cũng là cọ thuộc tập hợp B. Phần tử 3 của A cũng thuộc tập hợp B. Phần tử 5 này cũng thuộc tập hợp B. Như vậy tập hợp B chứa mọi phần tử của tập hợp A. Thì ta nói rằng A con B. Và tương tự như vậy ta xét mối quan hệ ngược lại. Trong tập hợp A này có một, à các bạn thấy hai tập hợp này khá đặc biệt đúng không? Tập hợp B này có 5 thì 5 phần tử 5 của tập hợp B cũng thuộc tập hợp A. Phần tử 1 của tập hợp B cũng thuộc tập hợp A. Phần tử 3 của tập hợp B cũng thuộc tập hợp A. Như vậy rằng ta nói rằng tập hợp A này có tất cả các phần tử của tập hợp B. Do đó, tập hợp B cũng là con của tập hợp A. Và hai tập hợp này thì thực ra nó có các phần tử giống nhau. Ở đây là 1, 3, 5, còn ở đây họ viết là 5, 1, 3. Thì hai tập hợp này giống như nhau nhưng cái thứ tự họ viết phần tử nó khác nhau thôi. Vậy thì ta ở đây ta rút ra một cái chú ý như sau. Nếu như mà tập hợp A là con của tập hợp B và tập hợp B cũng là con của tập hợp A thì ta nói rằng A và B là hai tập hợp bằng nhau và ký hiệu là A bằng B. Như vậy là hiển nhiên là đúng không? Chúng ta vừa xét xong cái bài tập đó, hai tập hợp bằng nhau. Như vậy thì chúng ta đã học xong cái nội dung kiến thức của bài học ngày hôm nay. Khá là đơn giản đúng không các bạn? Khá là ngắn. Bây giờ trước khi làm bài tập thì chúng ta cô sẽ tổng kết lại giúp các bạn một số các nội dung chính trong bài mà chúng ta hay gặp trong các bài tập như sau. Đầu tiên thì chúng ta nhận ra rằng một tập hợp có thể có một phần tử, một tập hợp có thể có nhiều phần tử, một tập hợp có thể có vô số phần tử và một tập hợp cũng có thể là không có phần tử nào. Có bốn khả năng xảy ra, các bạn nhớ chú ý nhé. Và ở đây trong bài học này chúng ta cũng biết thêm một vấn đề nữa, đó là gì? Tập hợp mà không có phần tử nào thì gọi là tập hợp rỗng. Ký hiệu rỗng nó gần giống với số 0. Hãy cẩn thận, đừng để nhầm. Và tiếp theo chúng ta học được mối quan hệ giữa hai tập hợp. Mối quan hệ giữa tập hợp với tập hợp thì có 3 mối quan hệ. Đó là quan hệ là tập hợp con, hoặc là chứa và bằng. 3 mối quan hệ về tập hợp. Thì nhân đây cô cũng nhắc lại một cái kiến thức mà học ở bài trước mà chúng ta hay nhầm lẫn với cái phần này. Đó là quan hệ giữa phần tử với tập hợp. Phân biệt cho cô này, ở trên là tập hợp với tập hợp này, ở dưới là phần tử tập hợp. Thì khi nói về quan hệ phần tử tập hợp thì có hai quan hệ. Đó là thuộc và không thuộc. Phần tử thuộc tập hợp hoặc phần tử không thuộc tập hợp. Các bạn chú ý hai cái quan hệ này không được nhầm lẫn. Cái quan hệ trên nó chỉ dùng mối quan hệ tập hợp thì ba ký hiệu này. Mà phần tử với tập hợp là hai ký hiệu này nhé, không được nhầm lẫn. Và bây giờ chúng ta áp dụng những cái điều này, chúng ta sẽ giải các bài tập ở trong sách giáo khoa. Đầu tiên là bài 16. Sách giáo khoa trang 13. Mỗi tập hợp sau có bao nhiêu phần tử? À, ý của họ là tính số phần tử đó các bạn nhé. Câu A. Tập hợp A các số tự nhiên x mà x trừ 8 bằng 12. Câu B. Tập hợp B các số tự nhiên x mà x cộng 7 bằng 7. Thì ở đây ta thấy nào, tập hợp A này các gồm các số tự nhiên x này mà x trừ 8 bằng 12. Như vậy muốn biết tập hợp A gồm những phần tử nào thì mình phải giải cái bài toán tìm x này ra. Mình phải giải cái bài toán x trừ 8 bằng 12.
Thì bài toán này khá thọ là mình hay gặp ở lớp dưới rồi đúng chưa nào? Ở lớp 2 hay lớp 3 gì đó. Thì các bạn chú ý nhé. X đóng vai trò là số bị trừ. Trừ 8 thì 8 đóng vai trò là số trừ bằng 12 thì 12 đóng vai trò là hiệu. Thì muốn tìm số bị trừ, ta lấy hiệu cộng với số trừ là bằng 12 cộng 8 thì bằng 20. Như vậy, tập hợp A là số tự nhiên x thỏa mãn cái phép tính này thì tập hợp A chính thì chỉ có một phần tử thôi, đó là 20. Và ta kết luận A có một phần tử. Tương tự như vậy thì bây giờ yêu cầu là tập hợp B gồm số tự nhiên x mà x cộng 7 bằng 7 thì chúng ta cũng giải cái phép cái bài toán này ra để tìm x. X cộng 7 bằng 7. X là số hạng chưa biết. 7 ở đây chính là số hạng đã biết biết rồi. Và bằng 7, 7 ở đây là tổng. Thì muốn tìm số hạng chưa biết, ta lấy tổng trừ số hạng đã biết. 7 trừ 7 bằng 0. Như vậy x là số 0 thỏa mãn cái phép tính này. Như vậy tập hợp B chính là gồm phần tử 0. Vậy B có một phần tử. Tương tự như vậy chúng ta sẽ xét tiếp câu C và câu D của bài toán. Câu C là yêu cầu tìm tập hợp C gồm các số tự nhiên x mà x nhân 0 bằng 0. À, rất đặc biệt, các bạn suy nghĩ cho cô giúp cái ý này một tí, về suy nghĩ một tí nhé. X nhân 0 bằng 0. Vậy mấy nhân 0 bằng 0? 1 nhân 0 cũng bằng 0. 3 nhân 0 cũng bằng 0. 10 nhân 0 cũng bằng 0. 100 nhân 0 cũng bằng 0. 1.000 nhân 0 cũng bằng 0. À, rất là vậy số nào nhân với 0 cũng bằng 0 hết. Vậy thì ta kết luận là tập hợp C gồm các số thỏa mãn là gì? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vân vân vân. Như vậy tất cả các số tự nhiên nhân với 0 đều bằng 0. Vậy ta nhận ra một điều đặc biệt ở đây là gì? Tập hợp C mà chúng ta vừa viết được chính là tập hợp N, tập hợp tất cả các số tự nhiên luôn. Như vậy rằng ta kết luận, ta trả lời lại câu hỏi của bài toán thì là tập hợp C có vô số phần tử. Các bạn chú ý nhé, cái ví dụ này nó rất là hay. Tất cả các số khi nhân với 0 đều bằng 0. Cho nên số nào cũng thỏa mãn. Và số nào cũng thỏa mãn tức là tập hợp C có rất nhiều số, nó có vô số phần tử. Tương tự như vậy thì các bạn xét cho cô cái tập hợp D gồm các số tự nhiên x mà x nhân 0 bằng 3. Đọc ở đây là thấy có cái vấn đề gì rồi đúng không? Ở trên này mình thấy x nhân 0 bằng 0 thì đúng này. Số nào nhân 0 cũng bằng 0. Mà tự nhiên xuống đây cái x nhân 0 bằng 3. Vậy thì không có cái số x nào mà nhân thêm 0 mà bằng 3 được hết. Bởi vì x nhân 0 thì chỉ có bằng 0 thôi. Do đó thì ta nói rằng tập hợp D không có phần tử nào. Tức là tập hợp D bằng tập hợp rỗng. Các bạn phân biệt cho cô nào. Khi nãy chúng ta có cái tập hợp B á, B là bằng 0 gồm phần tử 0. Phần tử 0 thì phải bỏ trong hai dấu ngoặc nhọn bởi vì nó là phần tử. Nhưng mà rỗng ở đây là không có phần tử nào cho nên không bỏ trong dấu ngoặc nhọn nhé. D bằng rỗng, D không có phần tử, D có không phần tử. Đấy. Chú ý cho cô cái cách ghi, cách nói, cách hiểu ở trong cái ví dụ này. Tiếp theo, các bạn làm tiếp giúp cô cái bài số 17, sách giáo khoa trang 13. Yêu cầu là gì? Viết các tập hợp sau và cho biết mỗi tập hợp có bao nhiêu phần tử. Như vậy ở bài này có hai yêu cầu nhé. Yêu cầu thứ nhất là viết tập hợp này. Yêu cầu thứ hai là tính số phần tử ra. Rồi, câu A. Tập hợp A các số tự nhiên không vượt quá 20. Câu B. Tập hợp B các số tự nhiên lớn hơn 5 nhưng nhỏ hơn 6. Như vậy ở hai cái đề bài thì họ viết cái tập hợp ra gồm bằng lời và yêu cầu chúng ta phải viết các tập hợp. Mà ở đây các bạn chú ý cho cô này, cái đề bài trên này họ yêu cầu là viết tập hợp rồi lại còn tính cả phần tử nữa. Cho nên chúng ta nên dùng cách liệt kê phần tử chứ đừng có dùng cái cách là chỉ là tính chất đặc trưng. Có hai cách viết tập hợp á nhé.
Thì ở đây chúng ta nên dùng cách là liệt kê phần tử, chứ đừng có viết theo tính chất đặc trưng, nó khó tính số phần tử. Như vậy bây giờ nhìn nào, tập hợp A gồm các số tự nhiên không vượt quá 20. Cái này giống mấy cái ví dụ trước mình hay gặp ở trong cái video trước rồi đúng không? Không vượt quá 20 thì đến bao nhiêu là dừng lại? Không được quá 20 thì đến 20 là dừng lại. 21 là nó quá rồi là không được. Như vậy bây giờ số tự nhiên mà không quá 20. Như vậy số tự nhiên là phải bắt đầu bằng số 0 này. Và không vượt quá 20 là kết thúc ở 20 này. Như vậy bây giờ ta phân tích như vậy thì ta dễ dàng viết được. Tập hợp A gồm 0, 1, 2, 3, 4, vân 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 tới 20. Như vậy tập hợp A có 21 phần tử. Từ 1 tới 20 là 20 số rồi, thêm số 0 nữa là 21 phần tử ngay. Tương tự như vậy các bạn xem tập hợp B. Tập hợp B gồm các số tự nhiên lớn hơn 5 nhưng nhỏ hơn 6. Các bạn suy nghĩ giúp cô nè. Có cái số nào mà vừa lớn hơn 5 mà vừa nhỏ hơn 6 không? Chúng ta sẽ không tìm được số đó đúng không? Bởi vì là 5 thì nhỏ hơn 6 rồi. Vậy lớn hơn 5 thì bắt đầu từ 6 là 6 lớn hơn 5. Mà yêu cầu là nhỏ hơn 6 là thì không có cái số nào cả. Do đó, tập hợp B bằng tập hợp rỗng. Tức là tập hợp B không có phần tử nào. Hoặc cũng có thể trả lời là tập hợp B có không phần tử. Rất là hay, các bạn chú ý nha. Đó. Giờ tiếp theo, cô sẽ hướng dẫn tiếp các bạn bài số 18 trong sách giáo khoa, trang 13. Cho tập hợp A gồm 0. Có thể nói rằng A là tập hợp rỗng hay không? Điều này nãy giờ cô nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần. Các bạn thử trả lời xem thử có trùng với cái đáp án của cô không nào. Tập hợp A bằng 0. Nó hiển nhiên là có phần tử mà làm sao mà rỗng được. Tập hợp A có một phần tử đó là 0. Nên tập hợp A không phải là tập hợp rỗng. Cái số 0 là nó nhìn bằng mắt thường bằng mắt đó, mình thấy nó hơi giống giống cái ký hiệu rỗng. Nhưng không phải. Nó là phần tử, nó là số mà nó là số thì nó cũng là phần tử chứ. Rỗng là không có một cái gì hết. Đó. Còn số 0, 0 thì mình nhiều khi mình cũng nghĩ nó là không là không có nhưng mà không phải đâu, số 0 cũng là một số. Cho nên là nó cũng là phần tử. Cho nhớ nha. Nên tập hợp A không phải là tập hợp rỗng. Rồi tiếp theo, bài 19. Hãy viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 10. Tập hợp B các số tự nhiên nhỏ hơn 5. Rồi dùng ký hiệu con. Đây, ký hiệu tập hợp con này. Để thể hiện quan hệ giữa hai tập hợp nói trên. Như vậy tập hợp bài này có 3 yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất là viết tập hợp A này. Yêu cầu thứ hai là viết tập hợp B này. Rồi sau đó là dùng ký hiệu tập hợp con này để xét quan hệ giữa hai tập hợp này. Và các bạn nhớ nhớ xác định cái mục tiêu của đề bài trước khi làm toán thì giúp cho mình làm đúng cái đề hơn nhé. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ viết tập hợp A ra. Tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 10. Như vậy số tự nhiên thì phải bắt đầu bằng số 0. Mà nhỏ hơn 10 thì các bạn thử suy nghĩ cho cô là kết thúc ở số mấy? Số tự nhiên số nhỏ hơn 10. Vậy trước 10 đó là số 9, đúng không? Vậy thì tập hợp A này gồm các số tự nhiên từ 0 từ 9. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Tương tự như vậy. Tập hợp B gồm các số tự nhiên nhỏ hơn 5. Thì nhỏ hơn 5 thì chúng ta cũng viết từ 0 và kết thúc ở số 4. Như vậy tập hợp B gồm các phần tử là 0 1 2 3 4. Vậy là xong hai cái yêu cầu đầu tiên. Yêu cầu tiếp theo là chúng ta quan sát là dùng ký hiệu tập hợp con. Muốn dùng được ký hiệu tập hợp con á thì mình phải xét tất cả các phần tử của hai tập hợp này. Mình nhìn vô đây mình thấy ngay là tập hợp A là có nhiều phần tử hơn tập hợp B này. Tập hợp A là có 10 phần tử. Từ 0 tới 9 10 phần tử. Tập hợp B có từ 0 tới 4 là có 5 phần tử. Như vậy thì phần tử 0 này ở B thuộc A. 1 cũng thuộc A, 2 cũng thuộc A, 3 cũng thuộc A, 4 cũng thuộc A. Tất cả các phần tử của B đều thuộc tập hợp A.
Như vậy thì ta có thể nói ngay là tập hợp B là con của tập hợp A. Hay nói cách khác là tập hợp A chứa tập hợp B. Rất là dễ hiểu đúng không các em? Tiếp theo thì bài tập tiếp theo là bài tập 20 trong sách giáo khoa. Cho tập hợp A gồm phần tử 15 và 24. Hãy điền ký hiệu thuộc, con hoặc bằng vào ô vuông cho đúng. Ở đây có ba ký hiệu luôn, thuộc, con và bằng. Thì hãy nhớ cái tổng kết phần tổng kết bài khi này cô nhắc nha. Thuộc là dùng cho quan hệ nào? Con là dùng cho quan hệ nào và bằng là dùng cho quan hệ nào? Rồi bây giờ chúng ta xem tiếp đề bài. Ở đây đề bài thì có 3 ô vuông cần phải điền. Bây giờ ô vuông đầu tiên là 15 và A. Hãy chú ý cái số 15 này không có ngoặc, không có cái gì hết, thì tức là phần tử 15 quan hệ như thế nào với tập hợp A. Thì khi nãy là cô nói rồi, quan hệ giữa phần tử với tập hợp chỉ có hai ký hiệu là thuộc với không thuộc. Thì các bạn nhìn xem ở đây là 15 này, nhìn theo trên đề, nhìn trên đề của đề cho này, dữ kiện của đề bài, thì 15 có thuộc A không? Số 15 là có trong tập hợp A, cho nên chúng ta sẽ dùng ký hiệu là thuộc. Bạn nào mà không không chắc lắm thì ở đây mình có dùng phương pháp loại trừ mình cũng làm được, đúng không? Loại trừ là gì? Ký hiệu thuộc là dùng cho phần tử với tập hợp, thì đây phần tử với tập hợp chắc chắn là có ký hiệu thuộc rồi. Còn ký hiệu này là con này, không có dùng cho phần tử với tập hợp được, bằng cũng không dùng cho phần tử với tập hợp được. Đấy, chú ý nhé. Cho nên ở đây chỉ có đáp án là thuộc. Tiếp theo 15 và ô vuông A. Nhưng các bạn chú ý nha, cái 15 này nó bỏ trong dấu ngoặc nhọn, tức là đây là một tập hợp gồm một phần tử là 15. Hãy phân biệt hai câu này, câu bên này là phần tử 15, ở đây là tập hợp có phần tử 15. Tập hợp bên trái này, vế trái này họ không có đặt tên nhưng mà ta cũng phải hiểu nó là tập hợp nhé. Và trong tập hợp này có một phần tử là 15 thì nó quan hệ gì với tập hợp A? 15 là thuộc tập hợp A. Do đó cái tập hợp mà chỉ có một phần tử là 15 này á là con của tập hợp A. Vì tập hợp A chứa chứa tất cả các phần tử của cái tập hợp bên trái này. Rồi, tương tự như vậy, ta thấy nào. Cái câu phần tiếp theo thì ở đây này, họ cho một cái tập hợp không có tên, chưa biết tên gì, nhưng mà có hai phần tử là 15 với 24. Thì quan hệ như thế nào với tập hợp A? Thì mình nhìn này, đấy tập hợp 15 24 bằng luôn tập hợp A. Đây, cách viết ở trên đề bài họ cho rồi, A bằng tập hợp 15 24. Thì ở đây tập hợp 15 24 bằng tập hợp A. Hai tập hợp này có số phần tử như nhau, giống nhau. Rồi, như vậy thì cô vừa hướng dẫn các bạn học xong cái bài số phần tử của tập hợp và tập hợp con. Như vậy thì ở cái sách giáo khoa người ta viết là bốn cái bài học này khá là có ngụ ý. Đầu tiên là người ta giới thiệu cho mình về tập hợp và phần tử của tập hợp. Và sau khi mình biết về tập hợp rồi á thì chúng ta sẽ gom lại các số tự nhiên lại thành một cái tập hợp và ký hiệu đó là n. Và gom các số tự nhiên khác không lại ký hiệu là n sao. Và sau đó khi học về số tự nhiên là thì sang bài tiếp theo, bài thứ ba ở trong sách á, thì mình học về cách ghi số tự nhiên, đúng không nào? Thì sang bài hồ học này thì mình nhìn thì nó hơi ngược ngược một tí, nhưng mà thực ra đó chính là ý đồ của chương trình, đó là tính số phần tử của tập hợp và tập hợp con. Thì khi nãy giờ các bạn để ý một chút thôi, thì từ đầu bài trong phần lý thuyết cho tới các bài tập thì chúng ta đều quan tâm đến các phần tử, các tập hợp đều có phần tử là phần tử số tự nhiên. Các phần tập hợp đều là phần tử số tự nhiên. Như vậy ở sau cái bài này thì chúng ta sẽ có một cái tiết luyện tập tổng hợp lại các kiến thức của các bài trước. Như vậy ở cái video tới á, là cô sẽ hướng dẫn các bạn làm các bài tập. Tuy nhiên là cô hướng dẫn nhưng cô muốn các bạn là muốn học hiệu quả thì các bạn nên thử đặt bút làm các bài tập đó
Bởi vì kiến thức thì mình học rồi, mình đã học hết qua các bài vừa rồi rồi. Thì mình hãy đặt bút ra làm nháp cũng được, làm các bài tập ở phần luyện tập trong sách giáo khoa trang 14. Thì khi các bạn làm rồi á, thì sau này cô hướng dẫn lại thì các bạn sẽ nhanh hiểu hơn và nhận ra được đâu là đúng, đâu là sai để sửa bài. Và nhớ lời cô dặn nha. Vậy bài học kết thúc. Chúc bạn học tốt. Hẹn gặp các em ở các video sau.